Man Utd chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ Codicapo. 4 nhiệm vụ quan trọng của Alex Ten Hag trong kỳ nghỉ World Cup. Alejandro Canancho nhắn Ten Hag vị trí ưa thích. MU chốt chiêu mộ Lautaro Martinez với giá 60 triệu euro. Xác nhận Ten Hag đạt thỏa thuận với Vinicius Junior. Man Utd chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ Codicapo. Hàng công Man Utd cần được củng cố và nhiều ngôi sao đã được liên kết với đội chủ sân Old Trafford. Từ mùa hè 2022, Man Utd được cho là rất muốn có Codicapo. Giờ đây, sau những màn trình diễn ấn tượng của ngôi sao người Hà Lan, Quỷ Đỏ lại càng tha thiết hơn ở thương vụ này. Theo nguồn tin từ Sancio Mercato, đội chủ sân Old Trafford là ứng viên hàng đầu trong việc ký hợp đồng với tiền đạo của PSV Eindhoven khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào năm tới. Đội bóng 20 lần vô địch nước Anh cũng cho biết rằng Capo sẽ không được phép rời Hà Lan với mức giá dưới 50 triệu euro vào tháng Giêng và có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh từ AC Milan và Liverpool cho cầu thủ 23 tuổi này. Thực sự thì vào mùa hè, Man Utd đã theo đuổi cùng một lúc hai thương vụ là Capo và Antony, nhưng số tiền chuyển nhượng lên đến 100 triệu euro cho ngôi sao người Brazil khiến họ phải khép lại kỳ mua sắm của mình. Cách đây chưa lâu, Capo đã nói về cuộc thảo luận với huấn luyện viên Erik ten Hag cũng như triển vọng gia nhập Man Utd trong tương lai. Theo đó, ban lãnh đạo MU sẽ tăng cường sự quan tâm của mình vào tháng Giêng dành cho tuyển thủ người Hà Lan, người đang có phong độ ấn tượng cho PSV mùa này với 13 bàn thắng và 17 đường kiến tạo sau 24 lần ra sân. Hôm qua, Capo cũng đã ghi bàn cho đội bóng màu da cam trong trận đấu với Senegal tại World Cup 2022. 4 nhiệm vụ quan trọng của Erik ten Hag trong kỳ nghỉ World Cup. World Cup đang diễn ra, nhưng sự tập trung của Erik ten Hag vẫn là nhiệm vụ với Manchester United và ông có một số vấn đề cần giải quyết. Trước thềm World Cup, cuộc phỏng vấn chân thực của Cristiano Ronaldo với Piers Morgan đã làm bùng nổ giới truyền thông. Nhưng bản thân tập thể liên quan nhiều nhất là Man Utd lại không có vẻ gì là quá chú ý đến sự kiện này. Man Utd hiện đã bắt đầu các bước thích hợp để trả lời cuộc phỏng vấn và có thể bao gồm việc chấm dứt hợp đồng của Ronaldo. Thật khó để tưởng tượng đến cảnh anh trở lại Carrington sau World Cup. Câu lạc bộ muốn hoàn thành quá trình đó càng sớm càng tốt, kết thúc câu chuyện và cho phép Ten Hag tập trung vào những cầu thủ muốn ở lại câu lạc bộ. Họ đã trở lại tập luyện trong tuần này và sau đó sẽ có một thời gian nghỉ ngơi trước khi đến Cadiz để tham gia vào một trại huấn luyện vào tuần đầu tiên của tháng 12, bao gồm các trận giao hữu với Cadiz và Real Betis. Đây là một quãng thời gian khởi đầu đáng khích lệ tại Old Trafford đối với Ten Hag, nhưng trong kỳ nghỉ giữa mùa giải này có một số vấn đề quan trọng mà ông cần giải quyết. Giúp Anthony Martial duy trì thể lực. Martial được coi là tiền đạo xuất sắc nhất của Man Utd mùa này, nhưng vấn đề là anh có đủ thể lực để ra sân hay không. Cầu thủ người Pháp đã trở lại sau một chấn thương khác ngay trước World Cup, nhưng anh không xuất hiện trong đội hình đến Qatar của Didier Deschamps. Vì vậy, anh sẽ tập luyện dưới sự giám sát của Ten Hag trong thời gian nghỉ. Bất chấp số phút thi đấu hạn chế của Martial, anh đã đóng góp 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, và hàng công của Man Utd trông có vẻ tốt hơn khi anh ra sân. Thể lực của anh trong nửa sau của mùa giải có thể rất quan trọng nếu Man Utd không tìm được người thay thế Ronaldo. Xây dựng lại sự tự tin của Jadon Sancho. World Cup của đội tuyển Anh đã bắt đầu, nhưng Sancho sẽ theo dõi từ xa. Một sự kiện đáng thất vọng với một cầu thủ chạy cánh mà Man Utd đã chi 73 triệu bảng để mua về vào mùa hè năm ngoái. Cầu thủ 22 tuổi đã không thể hiện như mong đợi kể từ khi chuyển đến đây và một khởi đầu đầy hứa hẹn dưới thời Ten Hag cũng đã tan thành mây khói. Anh chỉ có 3 bàn thắng và 1 kiến tạo cho đến nay ở mùa giải này. Sự xuất hiện của Alejandro Garnacho đã tăng thêm sự cạnh tranh cho Sancho. Quyết định xóa các bài đăng trên mạng xã hội cũ của anh và chuyển ảnh đại diện thành màu đen tạo cảm giác như anh muốn tập trung cho sân cỏ. Chắc chắn giai đoạn giữa mùa này rất quan trọng đối với Sancho, người đã đánh mất sự tự tin và vị trí của anh trong đội. Tìm một mũi nhọn cho hàng công. Đã có 14 trận thắng cho Man Utd dưới thời Ten Hag cho đến nay, nhưng chỉ 5 trong số đó có cách biệt nhiều hơn một bàn, bao gồm cả 2 trận đấu với đối thủ là Moldova, Sheriff Tiraspol cũng như trận đấu với Aston Villa ở League Cup. Họ cũng đã có những chiến thắng cách biệt 2 bàn trước Arsenal và Tottenham, nhưng Southampton, Leicester City, Everton, West Ham và Fulham đều khiến họ chật vật trong việc phá lưới ở Premier League. Thống kê đó sẽ cần phải được cải thiện và việc tìm người càng trở nên cấp thiết hơn khi họ coi như đã mất Ronaldo. Tìm một hậu vệ phải mới. Giá trị của Diogo Dalot đã tăng vọt khi anh vắng mặt và Tyrell Malacia vật lộn ở vị trí hậu vệ phải. Với việc Aaron Wan-Bissaka dường như sắp rời câu lạc bộ, sẽ có một vấn đề lớn ở vị trí này đối với Ten Hag, đặc biệt là nếu có bất cứ điều gì xảy ra với Dalot, Malacia có vẻ sẽ không khỏa lấp được sự vắng mặt của anh. Alejandro Garnacho nhắn Ten Hag vị trí ưa thích. Cầu thủ trẻ của Manchester United Alejandro Garnacho đã nói rằng anh thích chơi ở cánh trái sau khi đột phá vào đội hình của huấn luyện viên Erik ten Hag. Garnacho đã đóng góp vào 4 bàn thắng trong 4 lần ra sân gần nhất cho Man Utd. Các đóng góp của Garnacho đến khi anh được chơi ở vị trí thuận lợi ở hàng tiền đạo cho Man Utd. Ngôi sao 18 tuổi đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Quỷ Đỏ trong chiến thắng tại Europa League trước Real Sociedad góp hai đường kiến tạo vào lưới Aston Villa ở League Cup và sau đó vào sân từ băng ghế dự bị để ghi bàn ấn định chiến thắng quan trọng trước Fulham ở Premier League. Garnacho nói với đội ngũ truyền thông câu lạc bộ: "Tôi luôn thích chơi rộng bên cánh trái vì một cầu thủ thuận chân phải có thể luồn lách vào trong. Để có thể chơi như một cầu thủ thuận chân phải bên cánh trái, bạn cũng phải dùng khá ổn chân yếu hơn của mình. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn tập luyện chăm chỉ để sử dụng cả hai chân vì điều đó khiến cho bạn trở thành một cầu thủ giỏi hơn rất nhiều. Và vì vậy, ngày nay tôi có thể chơi bóng bằng cả hai chân, không phải để hoàn hảo mà đó là một lợi thế." Alejandro Garnacho vốn được mong đợi sẽ có cơ hội ở World Cup 2022, nhưng anh không được chọn vào đội hình cuối cùng của Argentina. Các đàn anh của anh đang gây sốc trong trận mở màn World Cup khi bị Ả Rập Xê Út dẫn trước 2-1. MU chốt chiêu mộ Lautaro Martinez với giá 60 triệu euro. Manchester United đang tìm kiếm một tiền đạo và đang nhắm đến một cầu thủ người Argentina họ Martinez khác. Hồi mùa hè, Quỷ Đỏ đã chi số tiền lớn để mang về trung vệ người Argentina Lisandro Martinez từ Ajax và anh đã lập tức đập tan những nghi ngờ để chứng minh giá trị của mình với đội chủ sân Old Trafford. Dù vậy, MU vẫn còn nhiều vị trí cần tăng cường sức mạnh, đặc biệt là tiền đạo. Đồng hương của Lisandro, Lautaro Martinez đáp ứng nhiều tiêu chí của Manchester United. Anh là một tiền đạo trẻ, linh hoạt, có thể tự mình dẫn dắt hàng công hoặc chơi với đồng đội. Anh cũng thường xuyên ghi bàn cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Cầu thủ 25 tuổi có thể nâng cao giá trị của bản thân tại World Cup để cho thấy anh xứng đáng với một khoản phí đáng kể. Manchester United cần một tiền đạo và con số 60 triệu bảng để ký hợp đồng với Martinez sẽ là không quá đắt đỏ nếu Inter đồng ý nhận số tiền này. Với việc Inter vẫn còn thi đấu ở Champions League, sẽ rất khó để anh rời đi vào giữa mùa giải và việc mua ngay sau khi World Cup có thể khiến MU phải trả một con số lớn hơn nếu anh chơi tốt. Nếu Man Utd thích những gì họ thấy tại World Cup, sẽ không có gì ngạc nhiên khi câu lạc bộ cố gắng theo đuổi anh vào mùa hè tới. Xác nhận, Ten Hag đã thỏa thuận với Vinicius Junior. Thuyền trưởng MU được loan báo đã nói chuyện với thần tài Real Madrid Vinicius và thuyết phục sao Brazil đến Old Trafford thay cho Ronaldo. El Nacional cho hay, huấn luyện viên Erik Ten Hag đã có liên lạc cá nhân với Vinicius Junior và thậm chí còn gây áp lực để anh gạt hẳn ý định gia hạn hợp đồng với Real Madrid sang một bên. Nguồn tin này khẳng định nhà cầm quân người Hà Lan cam đoan chiếc áo số 7 ở MU sẽ thuộc về Vinicius nếu anh đồng ý đến chơi bóng ở Old Trafford và chỉ cần chân sút người Brazil bật đèn xanh, MU sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu đưa ra của Real Madrid. Tuy nhiên, sẽ không dễ để gã khổng lồ La Liga nhả người khi Vinicius đang là tài sản quý của họ. Cầu thủ này có những bước phát triển mạnh mẽ ở Bernabeu, nhiều lần làm thần tài cứu Kền, chơi cực ăn ý với Benzema. Vinicius chính là người khiến Klopp và Liverpool một lần nữa ôm hận ở chung kết C1 khi ghi bàn thắng duy nhất để cùng Real Madrid lần thứ 14 đăng quang ở sân chơi danh giá này. Ngôi sao 22 tuổi được Transfermarkt định giá 120 triệu euro, chưa kể lương, thưởng nên MU sẽ phải tốn một khoản khổng lồ cho thương vụ này. MU được cho là đang tìm gấp một tiền đạo thay thế cho Ronaldo ngay trong tháng 1 năm 2023. Sau cuộc phỏng vấn mất hết tình nghĩa, mối quan hệ của siêu sao người Bồ Đào Nha với câu lạc bộ cũng như Erik Ten Hag. Các nguồn tin từ Anh cho hay, MU đã nói với Ronaldo không muốn anh trở lại sau khi cùng tuyển Bồ Đào Nha đá World Cup 2022. Họ muốn giải quyết nhanh việc chấm dứt hợp đồng với Ronaldo, nhưng nếu anh làm khó dễ thì sẵn sàng đưa nhau ra tòa, vì tin rằng có đủ cơ sở để làm điều đó sau phỏng vấn bôi nhọ MU và đả kích huấn luyện viên Erik Ten Hag.